Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau giao lưu với vườn cảnh ông Lương Văn Cầm. Địa chỉ xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và trước một cái phông trắng, chúng ta cùng nhau thưởng thức những cái tác phẩm giao lưu với ông Lương Văn Cầm trong đợt này. Vâng, xin chào ông Lương Văn Cầm nhé. Vâng, xin chào quý khán giả và các bạn chơi môn sinh vật cảnh của chúng ta, và xin chào Hương Giang Đỗ Sinh. Vâng. Hôm nay tôi lại có một số tác phẩm để giới thiệu đến các bạn chơi thưởng thức và để giao lưu. Vâng. Vâng, tác phẩm đầu tiên chúng ta chia sẻ đó là một cây. Tác phẩm đầu tiên là một cây hoa ngọc bút. Hoa ngọc bút. Vâng. Vâng. Hoa ngọc bút vừa này thì hoa thì thôi rồi, bắt đầu chuẩn bị nở các vị ạ. Đấy, bắt đầu búng. Mà nó có màu trắng tinh khiết. Đấy là mười hé. Vâng, nhiều lụ lắm. Vâng. Rất nhiều. Ui dồi, cây này hoa này nó cứ liên tục. Tán rất rộng. Vâng, cây này tôi đã tạo tác và là chăm sóc nó làm từ bé này. Đấy. Đẹp quá, nó độ tuần nữa nó bung lụa hết trắng nhà. Vâng. Trắng tinh toàn cây, trông như tuyết. Cây này mà giao dịch thì giá thế nào không? Cây này giao lưu là nó có giá 1.800.000. Vâng, 1.800.000. Vâng. Đẹp quá. Mà hoa nó có mùi thơm các vị nhá. Vâng. Đấy, cái ngọc bút này là có mùi thơm. Ê, hôm nay mới hé ra này. Mai kia nó nở bung to lắm. À, rất to. Rồi. Tiếp tục chuyển tác phẩm khác nhá ông nhá. Và tiếp tục chúng ta đến với một cây ozo. Cây ozo. Cây này mà lúc nhỏ cứ bứt cái lá của nó, xong cái cuống lá nó chảy cái nhựa ra, xoa vào bàn tay nó như sạt phòng ấy. Vâng. À, trẻ em còn hay làm để lấy cái sạt phòng từ cái ozô để thải thổi bong bóng. Cây ozô này thì là nó là cây khai thác thôi, nhưng nó vào chậu nhiều năm tuổi rồi. Vâng. Đấy. Cây này cái vành thân nó được bao nhiêu? Để em đo. Vành thân nó 19 cm. Vâng, 19 cm. Và nó có chiều cao là 35. Rồi. Tán rộng của tàn thì 50. Rồi, giá giao lưu là bao nhiêu? Cái này giao lưu quý khán giả là 2 triệu đồng. Giá 2 triệu đồng. Vâng. Rồi. Tất cả những cái báo giá của ông là báo giá tại vườn đấy cả, bán tại vườn đấy. Hay là bao, hay là bao ship? Với quý bạn chơi là tôi là báo giá tại vườn. Rồi, là báo giá tại vườn nhá. Rồi. Rồi, ông chuyển cái khác đi. Và bây giờ chúng ta đến với cây sung. Tiếp theo là một cây sung. Vâng. Cây sung này thì nó có trắng trực thôi, nhưng mà nó cây sung này là cây sung siêu quả các vị ạ. Đấy.
chớm mùa đông, chuẩn bị hết mùa đông rồi nhưng vẫn có quả, nó có quả từ hôm mùa đông và cuối của nó vẫn đây. Và bây giờ lại bắt đầu giang tiếp. Đấy, bắt đầu chớm mùa xuân này thì quả cây là rất sai đây. Quả bắt đầu búng rồi. Và từ gốc đến ngọn, chỗ nào cũng có quả. Đấy, vì nó ra nhiều năm rồi. Cây này cao khoảng bao nhiêu? Cây này để em đo quanh. Quanh thân là 15. Và cái cao 60. Cao 60. 70. 60. 60 tán. Rộng cũng 60. Giá bao nhiêu? Cây súng này giá 2 triệu 500 nghìn. Và 2 triệu rưỡi cây súng. Vâng. Rồi. Bê một người bê nhẹ nhàng. Rồi ông chuyển đi nhé. Vâng, một người bê được. Rồi, ok. Vâng, chúng ta chuyển đến cây trà Phúc Kiến đây. Đây là trà Phúc Kiến. Một cây trà Phúc Kiến dáng trực. Dáng trực. Tán nấm. Tán ô. Vâng. Đấy. Cây này thì nó cũng ra hoa và chuẩn bị ra hoa và hoa trắng và cũng có quả. Cây để bàn trà đấy các bạn. Rồi, cây này không phải đo đâu. Ông bê thế này được rồi. Cây này giá bao tiền đâu? Cây này giá 500 nghìn. 500 ngàn. Vâng. Vâng, được rồi, ông chuyển đi. Vâng, bây giờ chúng ta đến tiếp một cây linh sam này. Không phải ạ, cây này là cây bỏng nổ. À, cây bỏng nổ. Ờ, mới toàn nhìn ra cây giống bỏng nổ này thì tôi... giống linh sam quá. Để dành mãi, nhưng hôm nay cũng khoe với quý khán giả. Vâng. Vì cây này gốc của nó thì lâu già. Đúng rồi. Đấy, và nó có dáng bay. Đấy. Ít nữa là có hoa đấy. Hoa đang là vâng. Hoa bắt đầu búng rồi. Hoa trắng như cái bỏng gạo đấy. Vâng. Đây. Đấy. Hoa lấm tấm trắng như cái bỏng gạo, gọi là cây bỏng nổ. Mà giống này sống rất khỏe các quý vị ạ. Đấy, bắt đầu búng hoa rồi. Mà đã ra hoa thì mầm nào cũng ra hoa. Đấy, bắt đầu búng. Ok rồi. Cây này bao tiền không? Cây này nó có giá 1 triệu 800 nghìn. Giá 1,8 triệu. Vâng. Ông bê lên nhẹ nhàng đúng không? Rồi. Cây này bê. Rồi, ông chuyển nhé. Vâng. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với cây Nguyệt Quế này. Tiếp theo một cây Nguyệt Quế. Đấy, cây Nguyệt Quế này bắt đầu ra hoa. Hoa Nguyệt Quế này quý vị đã biết rồi, nó rất thơm. Chuẩn bị ông ạ, chuẩn bị ra tất cả các này nó ra hoa thì liên tục. Và mùa hoa Nguyệt Quế. Vâng. Đi với mùa mai chiếu thủy. Vâng. Đấy. Mai hồng ngọc. Rồi mai hồng ngọc. Tức là sau khi chuẩn bị kết thúc mùa xuân bước sang hè cái thì trăm hoa đua nở. Vâng. Người ta cứ bảo mùa xuân trong hoa đua nở chính là bắt đầu thời gian này mới là nhiều hoa. Ví dụ như cây hoa mai nhà tôi bây giờ nó mới rực rỡ. Đấy thì ông sang ngắm cái hoa mai dây của tôi đẹp lắm, bây giờ nó nở kinh khủng khiếp. Thời tiết ấm lên này thì vàng rực rỡ luôn. Cây này bao nhiêu? Cây này nó có giá 1 triệu 200 nghìn. Giá 1,2 triệu đồng. Vâng. Rồi. Ông chuyển đi. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến cây hoa giấy. Cây hoa giấy. Cây hoa giấy này là cây hoa giấy nó màu đỏ sắc pháo. Màu hồng sắc pháo. Vâng. Rồi.
từ đây sẽ ra ngọn nào cũng ra hoa. Tức là cái hoa giấy này mình phải để rông thế này nó mới ra hoa không ạ? Chứ nếu mà cắt rụt thì mầm non nó không ra hoa đâu. Mầm non thì lâu ra hoa hơn. Đấy. Cái này nó có bộ bệ rất là nghịch. Cái này báo giá bao nhiêu? Cái hoa giấy này báo giá quý khán giả là 2 triệu đồng. Vâng, giá 2 triệu. Vâng. Cái này mà trở đi, chuyển đi chắc phải cắt bỏ bớt. Không, chuyển đi thì ta níu ra lên. Níu lên thì nó cao quá, lại vâng. Phải vòng cho xuống. Vâng. Ta sẽ chế tạo cho nó hơi cung xuống một tí. Ừ, xong đến lại mở ra là được. Rồi, ông chuyển đi. Chuyển cái khác đi. Vâng, bây giờ đến một cây dưới này các bạn. Vâng, tiếp theo là một cây dưới bonsai. Bên họ có mấy cây thì các bạn đã hết rồi, có mấy bạn hỏi là dưới bonsai để bàn bàn trà, bàn cà phê. Vâng, thì hôm nay tôi sẽ lên mấy tác phẩm nhỏ này cho quý vị là tham khảo. Cây dưới này có giá bao nhiêu? Cây dưới này nó có giá 700.000. Giá 700.000. Vâng. Hoa đẹp. Được rồi, chuyển đi, ông chuyển đi. Vâng, bây giờ giới thiệu với các bạn một cây mỏ xẻ đây. Tiếp theo lại là một la mỏ xẻ đây. Lần trước mấy cây mỏ xẻ các bạn lấy hết rồi, hôm nay lại có tiếp. Đấy, cũng là cây để bàn trà. Tất cả những cây này đều sống trong chậu lâu năm rồi. Bên tay. Cây này thì giao lưu giá nào? Và cây này giao lưu cũng có 500.000. 500.000, quá tuyệt vời. Rồi, ông chuyển đi. Này là cây hoa sữa. Hoa sữa thôi rơi. Hoa sữa. Rồi, cũng đẹp ấy. Cái gốc cũng kỳ quá ấy. Vâng. Ông lại bê lên tay tay nhẹ nhàng. Đấy, cây này giá bao nhiêu? Cây này nó cũng có giá 500.000. Giá 500.000, vâng. Quá đẹp cây các bác ạ. Rồi, chuyển đấy. Vâng. Bây giờ chúng ta chuyển đến cây hoa dâm bụt. Vâng, một cây hoa dâm bụt. Mà mùa này thì thôi rồi, nó ra hoa liên tục. Cứ ra xong lại truyền lại ra. Đấy. Giống này ra từ giờ tháng 5, tháng 6 là cứ ra hoa liên tục. Cái này giao lưu bao nhiêu? Nó có một cái dáng siêu. Cái này giao lưu quý khán giả cũng 500.000. 500.000. Vâng. Được rồi, tuyệt vời đấy. Ông chuyển đấy. Vâng, tiếp tục là cây... Là một cây hoa hồng ngọc. Vâng. Đấy, mùa hoa đấy. Bắt đầu búng và lại ra tiếp liên tục, nụ liên tục. Đấy.
Cây này nó có dáng siêu mà bộ gốc mai bò này nhìn rất là sinh động, dáng đổ bờ ao. Cái này giá bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Chưa tính được thì báo giá bao nhiêu? Vâng. Cái này nó có giá 1 triệu đồng. Giá 1 triệu? Vâng. Rồi, ok. Được rồi. Rồi, cho đấy. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến một cây si. Một cây si, mà cây si này họ gọi là si đồng tiền. Vâng. Vì lá nó tròn. Cây si dáng thác đổ. Nhưng mà lộc nó cũng đỏ, các ông ạ. Ông quay đi. Vâng. Lộc nó cũng đỏ. Mà cây này nó đã đổ là đổ treo luôn. Đấy. Ông nhìn đây cái. Nó đổ treo luôn. Rồi. Rồi đấy. Cái này giá thế nào không? Cái này nó có giá 2.500.000. Vâng, 2.500.000 cây si dáng thác đổ. Rồi rồi, ông chuyển nhé. Vâng, và để kết thúc chương trình chia sẻ vườn ông Lương Văn Cầm trong cuốn video này, chúng ta đến với một cây dưới dáng huyền. Cây dưới dáng huyền các vị ạ. Vâng. Riêng giống dưới của tôi thì là dưới siêu quả. Tới đây là sẽ quả chín vàng hết. Chín vàng. Rồi rồi. Và bây giờ mới chuẩn bị bói cao à. Vâng, với những cái sản phẩm tay trực tiếp làm lên và cây nhà lá vườn thì ông Lương Văn Cầm đã giao lưu với chúng ta cũng tương đối nhiều cây đấy. Đây là những cái sản phẩm từ nhỏ. Và với cây dưới này thì giá báo bao nhiêu? Cây dưới này nó có giá 1.500.000. Vâng, 1.500.000. Vâng, thì cây dưới này là cây dưới lớn. Dành cho các bác chúng ta chơi với cái đam mê, với cái mang tính chất là tài chính có mức độ để mà chúng ta có được những cái tác phẩm mang tính chất là giao lưu. Cái giá trị tuy nhỏ thôi nhưng mà cái đam mê và cái tinh thần, cái giải trí tao nhã rất là lớn. Như vậy là với cây dưới giá là 1.500.000. Đỗ Sinh xin kết thúc tại đây chương trình chia sẻ với vườn cảnh ông Lương Văn Cầm. Vâng, và Đỗ Sinh xin kết thúc chương trình chia sẻ tại đây. Xin cảm ơn các bạn và đã đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Thank you.